Hồng Sâm chào đón quý vị đến chương trình Nails Today Show. Trong chương trình hôm nay, Hồng Sâm lại được mời một người bạn rất dễ thương, đó là nữ ca sĩ Tâm Phương Anh đến cùng tham gia chương trình với Hồng Sâm. Xin chào Tâm Phương Anh. Tâm Phương Anh xin chào Hồng Sâm. Tâm Phương Anh cũng rất là hân hạnh được góp mặt trong chương trình Nails Today Show hôm nay. Và một lần nữa, Hồng Sâm lại được mời tổng giám đốc công ty LaForm, một trong những công ty đã cho phát minh một loại gel, gọi là Gel 2, mà không cần base coat, không cần primer và không cần bondy mà quý vị đã coi trong chương trình trước. Hôm nay Hồng Sâm mời anh trở lại để mục đích là không gì hết, để anh có thể cho thêm những cái promotion hoặc là gửi đến quý vị những cái gì đó mà quý vị có thể cho free để được thử, đúng không quý vị? Một lần nữa xin quý vị chào đón anh Michael Lê, tổng giám đốc công ty LaForm. Xin chào Michael. Xin chào quý vị. Xin chào quý vị. Như quý vị biết là Michael nói tiếng Việt không có rành, cho nên đôi khi nói giống như nghe lớ lớ giống người Campuchia nói tiếng Việt vậy đó quý vị. Không biết có hiểu Campuchia là cái gì không nữa. Có hiểu mà. Hiểu. Và trong chương trình hôm nay thì là bữa giờ Hồng Sâm có hứa là sẽ cho quý vị coi cái cách làm gel như thế nào, nhưng mà bữa giờ không có thời giờ, chưa có đủ thời giờ để hướng dẫn cho quý vị. Hôm nay Hồng Sâm sẽ mời nữ ca sĩ Tâm Phương Anh làm bắt cóc làm người mẫu cho mượn bàn tay để sơn cái gel cho quý vị coi là đẹp như thế nào, nó bóng như thế nào, có giống như là Michael nói không nha. Và trước khi mình vô cái sơn cái móng tay ngày hôm nay, sơn cái gel, thì bây giờ Michael có thể announce cho khán giả biết là cái contest của LaForm là cái gì? Cái contest của LaForm là the first place là mà win cái contest là có thắng 1,000 đồng. The second place là 500 đồng. The third place là 250 đồng. Mà quý vị phải đem chụp một cái hình mà with gel 2, cái bottle của gel 2, rồi submit cho mình email. Chụp hình và cũng phải vẽ cái, làm cái design, chụp design. Hình cái design đó, yeah, với cái bottle kế bên. Rồi gửi về chương trình, thì quý vị có thể gửi về là hongsum@nailstodayshow.com. Thì đó là cái email quý vị gửi về. Rồi có cái điều gì nữa không? The more creative then the better chance to win. More creative, the better chance to win. Đó là mới đây, mới cái chương trình này mới thôi nha quý vị. Nếu quý vị mà tiếp tục gửi nhiều, em bố không chừng cái giá lên tới 5,000 đồng. Ông giám đốc sẽ cho lên cái price cao hơn nữa. Nhưng mà để không xong nhắc lại nha, quý vị chụp cái hình gel 2 và cái design mà quý vị làm gửi về hongsum@nailstodayshow.com, cộng thêm tên tuổi của quý vị, số phone của quý vị, rồi khi mà công ty LaForm sẽ coi cái người nào mà làm đẹp nhất thì giải nhất thắng 1,000, giải nhì thắng 500 và giải ba thắng 250. Chắc tụi mình cũng phải thử quá Tâm Phương Anh. Vậy là có nghĩa là nếu mà Tâm Phương Anh mà muốn dự thi cũng được phải không anh? Được. Thì là như thế nào? Ai cũng được cả, phải ai cũng được, ai cũng được. Tại sợ nhiều khi là những người mà chuyên về ngành nail thì họ mới được làm thôi, mới được dự thi thôi. Thành ra Tâm Phương Anh muốn hỏi rằng là khi một người khách bình thường, customer bình thường có thể deal cái nail tool rồi gửi cái contact đó là được phải không? Được. Bất cứ người nào có thể gửi vô. Nhưng mà cái này nếu mà họa sĩ gửi vô thì hơi nguy hiểm. Nhưng mà chưa chắc họa sĩ lại biết cái technique làm gel. Cho nên các anh chị em trong ngành nail thì nên cho gửi về. Thứ nhất là ủng hộ chương trình Nail Today Show. Thứ hai nữa là coi thử mình có một cái gì đó trong cuộc sống của mình có cái gì đó mình exciting, thắng được cái giải nhất, giải nhì, giải ba. Thì tương lai chắc là Michael có nhiều cái contest cũng rất là hay. Hồng Sâm không biết là cái gì nhưng mà nghĩ nó sẽ rất là hay. Nhưng mà trước mắt là mình có thể thắng được 1,000 đồng, 500 đồng hoặc 250 đồng. Và hy vọng là công ty LaForm sẽ support chương trình Nails Today và đem gửi đến quý vị những cái giải thắng thưởng sau này nhiều hơn. Còn ngoài ra cái gel 2 này thì Hồng Sâm có thử qua rồi. Nhưng mà nếu mà cho khán giả thấy thì chưa có, cho nên hôm nay mình thử nha. Bây giờ trước tiên cái gel này á thì cho Tâm Phương Anh hỏi trước được không? Ok. Thì thực sự ra Tâm Phương Anh hôm nay á thì là sẽ là một người mẫu để mà thử cái gel 2 này. Thành ra khi mà một người khách mình đến mà chưa bao giờ biết được cái kỹ thuật mới như thế nào thì có thể là hỏi anh Michael là nó có cái đặc biệt gì, rồi nó sẽ giúp cái gì cho cái người khách khi sử dụng cái lớp gel này. Đúng rồi. Lần trước á, để mình nói chứ tại sợ như lúc Michael không hiểu tiếng Việt,
cái show trước thì Michael, nếu quý vị có đã coi show trước rồi thì quý vị biết là như Tân Hương Anh chắc là không biết là Michael có lên một show trước. Nhưng rất là good, đó là cũng cái good idea là Tân Hương Anh nhắc lại là show trước Michael có nói sơ về Gel 2. Nhưng mà chưa có nghĩa lần là tất cả quý vị đã coi chương trình đó. Thì hôm nay Michael có thể nói sơ về một lần nữa về cái gel, cái system của Michael đưa ra. Tại sao cái gel nó tốt hơn những cái gel khác? Gel này là không có xài base coat, mà gel này also là nó bóng cái ngày mà mình sơn á, từ 3 tuần sau á, nó còn giữ cái bóng của đó được. Đưa nó không nó là non-solvent, là nó không có chất chemical gì mà hại mình hết. Cái gel của mình là pure gel, so nó vô nước được, nó không bị chip, nó last up 3 tuần lận. Rồi cái gel của mình là sơn lên là dễ, mà nó còn mỏng nữa. When mình cleanse cái gel á, là mình rửa 70% alcohol thôi, không phải 100%. Có nghĩa là dùng cái alcohol bình thường thôi, không có solvent, có nghĩa là không có làm, không có chất hủy hoại đó quý vị, nó không có làm mòn móng tay đúng không? Nên thì thực sự ra Tâm Anh cũng tâm sự là lần đầu tiên Tâm Anh mới sử dụng cái loại này. Trước đây thì có nghe lại một cái loại gel rồi, nhưng mà cũng chỉ nghe qua thôi. Mà hôm nay thì được biết cái loại này thì thấy là rất là exciting, và chắc chắn là khi mà mình try thử được á, thì chắc chắn là sẽ mua một set về nhà làm được. Mà Tâm Anh thì dùng cái loại gel này không cần base coat. Thường thường làm gel là phải có một cái, người ta phải bỏ cái primer hoặc là cái bonding trước. Rồi sau đó mới bỏ cái, như Tâm Anh là trong cái nghề cũng nghề trong nghề thẩm mỹ. Biết quý vị có biết không, chứ nữ ca sĩ Tâm Phương Anh là cũng trong nghề thẩm mỹ, cũng rất là rành về cái kỹ thuật về nail và skin care. Cho nên that's cái lý do tại sao mà có một cái làn da thật đẹp giống như vậy. Nhưng mà móng tay thì hôm nay mới được đẹp. Thì cho nên á, thường thường là mình cần cái base, rồi bonding base, rồi mới tới nước sơn, rồi mới tới top coat. Còn cái gel này là nó all in one, accept cái top coat, cho nên là mình xài mình không cần cái base coat nữa. Chùi sạch rồi chỉ sơn nước sơn lên, và sau đó sơn top coat lên là nó last 3 tuần rồi. Cho nên lần trước thì Michael có tâm sự là một trong những cái khó khăn là khách hàng nói rằng là không có tin, tại không có base coat thì nó không có last, đúng không? Đúng rồi. Vậy cho Tâm Anh hỏi một câu nữa, ví dụ như một người bình thường như Tâm Anh có thể mua cái loại này về sử dụng ở nhà được không? Cái đó không được, cái đó là phải có bằng thôi mới mua cái này được. Vậy là có nghĩa rằng là mình phải đến tiệm thì tiệm mới làm cho mình cái bàn tay này. Đúng rồi. Một là như vậy, hai là phải có license, giống như là mình vô cái beauty supply đó phải không? Đúng rồi. Mình phải có cái license thì phải bán cho mình. Bởi vậy thì cái đó cũng là rất là quan trọng, vì nhiều khi á, khi mình thử á, thì có nhiều người ta cũng biết là có thể mua về người ta tự người ta làm được không. Thì ví dụ như ở ngoài chợ thì cũng bán những cái chai về tự sơn, người tự bôi. Thì cái này là chỉ có license mình mới được mua, và mình phải đến tiệm để cho họ làm cho mình. Nhưng mà được nghe là 3 tuần lận, thành ra cũng tốt. Đúng rồi, last 3 tuần là cũng được. Nhưng mà làm như vậy thì họ mới, mình mới bảo vệ được cái chủ tiệm nail. Bởi vì chương trình hôm nay nó mới gọi là Nails Today Show. Thì hầu như là hướng dẫn cho những người chủ tiệm nail. Thì có nhiều người chủ tiệm nail rất là giỏi, nhưng mà ông Sâm chỉ chia sẻ thôi. Cái gì mình biết được, mình thấy là nó hay được thì mình chia sẻ, chứ chưa có nghĩa là mình biết nhiều hơn những người khác. Tất cả những, có nhiều anh chị chủ tiệm nail rất siêu, rất giỏi. Thì ông Sâm cũng muốn nhận tất cả những ý kiến của quý vị. Thí dụ quý vị biết cái gì hay hơn, cái technique nào hay hơn, thì Hồng Sâm sẽ mời quý vị lên chương trình để cùng chia sẻ cho những người khác không biết. Đó là cái chương trình, mục đích của chương trình Nails Today. Và đó là một cái mà gọi là ai cũng muốn, ai cũng có thể là nhiều người muốn biết và chỉ biết cho mình thôi. Nhưng mà trong cái chương trình này thì là ai biết được hay hơn thì nên tới chia sẻ cho những người không biết, không chưa biết tới. Đó là lý do tại sao mà có những cái sản phẩm mới, và quý vị sẽ tiếp tục xem những chương trình có nhiều sản phẩm rất là mới để cùng gửi đến quý vị. Và một lần nữa, quý vị đang theo dõi chương trình Nails Today Show. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại trong vài phút. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Nails Today Show với Hồng Sâm. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi được mời tổng giám đốc công ty La Palme, anh Michael Lê, và nữ ca sĩ Tâm Phương Anh cùng đến tham gia chương trình. Và kính thưa quý vị, chương trình hôm nay thì chúng tôi nói về Gel 2, một trong những món gel mà rất thịnh hành hiện nay trên thị trường. Với cái công thức của công ty La Palme cho ra, quý vị không cần phải dùng primer, bondage hoặc là base coat, mà chỉ cần sơn và sơn top coat lên mà thôi. Anh em chúng tôi chỉ nói về những cái vấn đề đó, và bây giờ sẽ tới cái phần thực hành. Và một lần nữa, Hồng Sâm không quên nữa lời cảm ơn đến công ty Lexor, một trong những công ty đã
bảo trợ cho chương trình Nail Today ngày hôm nay. Như quý vị biết là công ty Lexo là một trong những hãng sản xuất ghế spa pedicure và công ty đầu tiên phát minh ra cái smart check phải không anh cô? Smart check. Cái mà những người thợ hay nói rằng là chọc vào nó là cái ma đó, có nghĩa là nó tự động bật lên và nó tự động tắt đi, nó đầy nước nó tự động tắt đi. Michael chắc cũng thấy cái đó ha trong tiệm nail. Dạ, thì đó là công ty bảo trợ chính cho chương trình Nail Today Show. Và để trở lại chương trình thì hồi nãy Michael có nói sơ về cái sản phẩm của Gel 2. Và Hồng Sâm, hồi nãy giờ Hồng Sâm nghe, Hồng Sâm nói là hình như nói hơi bị nhiều. Nhưng mà tại vì Michael nói tiếng Việt không rành, mà Hồng Sâm muốn gửi cái message cho tới quý vị, cho nên Hồng Sâm phải giải thích cho nó kỹ hơn một chút xíu để quý vị biết rằng là tại sao sản phẩm mình nó tốt. Nhưng mà cái tốt hay không là cái nhận xét của quý vị, từ quý vị. Và để nhắc lại cái contest của Michael, của hãng Laform đưa ra, thì là cho Michael, nhờ Michael lặp lại cái contest đi cho quý vị nào vừa tham gia chương trình. Cái contest là ai mà chụp hình mà xài cái gel 2 á, rồi gửi email cho mình á, mà cái hình mà the most creative á, to use cái product của mình á, the first place á, will get 1,000 đồng, second place á, là 500 đồng, and third place á, là 250. Rồi email cho email ở hongsum@nailstodayshow.com. Yes. Hoặc là gọi vô 1-877-515-0777 để quý vị có bất cứ thắc mắc gì về chương trình. Và Hồng Sâm cũng mong rằng quý vị gửi ý kiến đóng góp cũng như là những cái idea good cho cái chương trình Nail Today Show để mình cùng chia sẻ với nhau trên lĩnh vực nail. Từ vì như quý vị biết là hầu như người Việt chúng ta đều là làm involved với ngành nails nhiều nhất, mặc dù là ai cũng có những cái bằng kỹ sư, tiến sĩ, master, mình có, ai cũng ra trường đại học hết, nhưng mà hầu như gia đình đều có một cái business làm nails, cho nên mình nên chia sẻ những cái gì mới nhất hay là hay nhất. Thì hy vọng là một ngày nào đó thì ông Sâm sẽ có một người khán giả nào đó lên chương trình để demonstrate, hướng dẫn quý vị làm gel 2 hay hơn những cái mà công ty đưa ra nữa. Và cũng cảm ơn Tâm Hương Anh đã đến với chương trình. Thì hồi xưa giờ làm người mẫu đủ kiểu hết rồi phải không? Bây giờ phải làm người mẫu tới nail sao? Thì thực sự ra Tâm Phương Anh đi show nhiều khi mình cũng hay diễn tả những cái bàn tay, thì tất cả các ca sĩ đều thích là có một cái bàn tay có những cái màu sắc lên cho nó đẹp. Thì mà nếu mà sơn mà bình thường đó, thì chừng rửa chừng 2-3 lần là móng tay của Tâm Phương Anh nó tróc hết trơn nào cũng rồi. Thành ra nếu mà Tâm Phương Anh nghĩ rằng là đây là một cái kỹ thuật rất là hay mà mọi người ai cũng được thích, thì xưa nay chỉ có sơn móng tay thôi chứ không có sơn móng tay. Nhưng mà kỳ này thì sau cái đợt này thì chắc Tâm Phương Anh là mỗi lần là đều có một bộ móng tay đi theo với màu áo và có thể giữ được 3 tuần nữa quý vị. Thành ra khán giả nào mà xem cái chương trình này xong thì có thể đến tất cả các tiệm nail và làm bộ móng tay với nail xưa này. Mà nó hay cái nữa là không có hại móng tay. Tại vì hồi trước giờ mình đeo các loại gel khác, như xưa ông Sâm hay đeo gel của những hãng khác thì nó có chất solvent như Michael nói đó, thì nó làm cho nó ăn cái móng tay mình. Cho lúc mình tháo ra nó cảm thấy nó rất rát, mà nếu như là nó mỏng móng tay đi. Còn cái loại gel này nó không có solvent, nó 100% pure gel, thì nó làm cho cái tay mình rất là bóng và nó không có hại móng tay, không có cái mùi để mình khó chịu nữa. Cho nên so far là Hồng Sâm rất là thích. Tại vì lúc mà đeo cái món này thì không có ấy nữa, chỉ có là không có thời giờ để mà làm các màu thôi. Hồng Sâm phải làm mỗi ngón một màu. Thì bây giờ cái cách làm mầm gel này á, thì quý vị hầu như quý vị làm gel rồi thì quý vị biết là nó gọi là gel manicure. Thì trước tiên là mình dũa móng tay, mình dũa xong rồi mình đẩy cuticle. Mình dũa xong mình đẩy cuticle xong mình bóp cho móng tay sạch, y như một cái manicure vậy quý vị. Nhưng mà cái mà Hồng Sâm nghĩ là mình không nên làm á, là nếu mình làm cũng được, cái cuticle cushioner, cái chất liquid đó mình bỏ lên để mình đẩy cuticle á, cái cuticle mình nó ra rất là nhanh. Nhưng quý vị phải rửa thật kỹ trước khi quý vị bỏ gel lên. Tại vì trong cái cuticle softener sometimes nó có cái chất dầu mà mình rửa không sạch á thì nó bám vào cái móng tay mình. Thì dĩ nhiên bây giờ có dầu trong móng tay rồi á thì cái gì bỏ lên nó không có dính, đúng rồi, nó không có dính, nó có chắc thì được, không chắc bằng nếu mà không có dầu. Cho nên đó, nếu quý vị làm cuticle softener thì quý vị phải rửa sạch cái cuticle softener trước khi quý vị sơn cái gel lên. Thì thay vì ngày xưa quý vị phải bỏ base, bỏ primer, bỏ đủ thứ, thì bây giờ với cái hệ thống của cái gel 2, quý vị chỉ việc dũa móng tay, shape cho thật sạch, cắt da đẹp hết, rồi sau đó mình bắt đầu mình bôi cái lớp gel lên thôi.
Thì cái gel này đơn giản ha. Đơn giản mà cái gel này rất là dễ sơn. Giờ mượn tay Tâm Phương Anh đi. Và cái đèn rất là gọn ha. Đèn thấy gọn, màu đen nhìn lịch sự quá. Cái này bạn phải trả tiền mình gấp đôi nha bạn. Làm tay của sướng quá. Thì thường thường làm gel mà mình sơn á là mình phải mình kéo cái tay cái thịt của ta xuống hai bên á để mình sơn ra cái phía ngoài bên móng, để mà lúc mà cái gel mà nó bọc ở bên móng rồi thì nó khó tách hơn là mình chỉ sơn nằm ở phía trên. Thì vì lúc mà cái gel nó bọc về á thì nó nằm nó nhìn cái móng tay nó đẹp hơn nữa. Đó, mà công nhận cái màu này sơn một lớp rồi. Và quý vị nên nhớ phải sơn cái đầu nha. Màu này đẹp. Vậy là kỳ này đi show ở Biloxi là có một bộ móng tay màu hồng đẹp rồi. Nhớ nha, phải mặc đồ màu hồng nha. Chứ đừng lên, chơi lên mặc màu đỏ là không được đâu nha Tâm Phương Anh. Rồi cái gel này á, là bỏ cái đèn LED á là 60 giây thôi. Là 60 giây thôi. 60 giây thôi rồi xong. 3 lần á là xong rồi, 3 phút thôi. Ok. Dạ. Rồi cái này hình như là nó cái màu nó đều của Michael hả, nó không có bị loãng. Nhanh quá ha. Mình thấy dễ sơn. Dễ sơn lắm mà đều. Rất là dễ sơn đều đúng rồi. Thường thường những cái gel khác mình sơn á nó hơi sọc sọc. Cái này mình sơn nó kéo rất là dễ sơn. Chị thấy không có mùi nữa. Trời ơi, hồng xong nghề quá luôn. Quý vị hôm ngày xưa là... giỏi thế. Ngày xưa hồng xăm cũng có rất là nhiều tiệm nail. Wow. Và bây giờ cũng có nữa, cho nên những cái này đã được thử trong cái trong tiệm rồi. Bởi vậy á, rồi bây giờ Tâm Anh cho đây là đây. Mình chỉ cần một lớp vậy là đủ rồi đó hả? Không, nhưng mà mình phải cho hai lớp mà một lớp là thấy đều rồi ha. Aha. Rồi bạn cách cho nhớ cho mình từng tiếp nha bạn. Cái này là bao nhiêu? 30 second ha? No, 60. 60 second. Và cái gel này hình như là xài đèn nào cũng được phải không? Xài đèn nào được hết. Thì cái đèn này nó có bao, nó báo 60 second có. Nó tắt là nó có cái set. Có cái lâu lâu mà nó bị điên điên rồi khùng rồi chứ nó ngồi hoài trong ngồi đợi hoài luôn. Nhưng mà màu này đẹp quá. Mình sơn cái này dĩ nhiên là đừng có sơn trừ lên cuticle và cũng đừng có và make sure sơn phải vòng cái hai bên cái móng tay, cái đó là rất là quan trọng. Cái gel đẹp hay không á là mình phải sơn cho nó hết móng. Nhất là quý vị sơn những cái màu neon hoặc là màu trắng á, hoặc là màu đen nữa, mình phải sơn rất là kỹ. Và cái gel này rất là dễ sơn, quý vị thấy tham sơn không? Rất là dễ, nó không có bị tràn. Nó bóng quá ha. Tại vì thực sự ra tay của Tâm Phương Anh cái móng nó rất là mỏng mà nó dễ gãy đó. Mà nếu mà mình sơn cái này thì nó giữ được 3 tuần mà nó dày như vậy là mình sẽ giữ được cái độ dài của cái móng tay thật của mình. Rồi thì vừa rồi Hồng Sâm vừa sơn tay của nữ ca sĩ Tâm Phương Anh xong và top coat lên, quý vị thấy rất là bóng và nhanh, trong vòng cỡ 3 phút là đã sơn xong và có một bàn tay rất là đẹp. Thì hy vọng rằng là cái chương trình thì có giới hạn, thì lần tới Hồng Sâm sẽ trở lại và hướng dẫn quý vị một cách cặn kẽ hơn với những màu sắc khác nhau. Hôm nay thì chỉ có một màu mà thôi, và lần tới thì Hồng Sâm sẽ có nhiều màu cho nhiều bàn tay cho quý vị thấy. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nails Today Show. Mọi chi tiết liên lạc quý vị có thể gọi vào số trên màn ảnh, và mong rằng quý vị sẽ gọi vào để ủng hộ chương trình. Và để Hồng Sâm nhắc lại cái đặc biệt ngày hôm nay của anh Michael có mặt ở đây là 20 người khách đầu tiên coi chương trình ngày hôm nay, quý vị gọi vào sẽ được tặng 5 chai nước gel, 5 chai gel cái màu nổi tiếng nhất hiện nay và một chai top coat. Thì 20 người gọi vào thì quý vị nên bắt điện thoại để gọi vào liền nhé, để cùng tham gia chương trình và gửi ý kiến về cho chương trình Nails Today Show. Một lần nữa cảm ơn Tâm Phương Anh và cảm ơn Michael đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin cảm ơn quý vị.